nay, với chủ điểm tiết kiệm năng lượng, tiết học đầu tiên. As you know, saving energy is very important in our life. Tiết kiệm năng lượng rất là quan trọng trong cuộc sống, và đây cũng là một cái chủ đề rất là quan trọng và quen thuộc với tất cả chúng ta. And now, look at the two pictures on the screen and tell me where are the pictures and what happens in each picture. Các em hãy nhìn vào hai bức ảnh trên màn hình và cho cô biết xem hai bức ảnh này ở đâu và điều gì xảy ra trong hai bức ảnh. Cô mời các em. As you see, one picture is in the bathroom and one picture is in the living room. Như các em thấy, một bức ảnh ở trong nhà tắm và một bức ảnh ở phòng khách. And now, tell me what happened in the picture in the bathroom. Các em hãy cho cô biết là bức ảnh trong nhà tắm như thế nào. You see that there is so much water flowing on the floor, but nobody uses it. Các em thấy rằng là nước chảy lên láng trên nền nhà, nhưng không có ai sử dụng cả. And the picture in the living room you see, the lights are on, the television and the cassette are on at the same time, but nobody is in the room. Các em thấy rằng là đèn chiếu sáng, TV, cassette đều mở cùng một lúc, nhưng không có ai trong phòng. It means we are wasting energy. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang lãng phí nguồn năng lượng. Now, from the two pictures, please make a list of things we could do to save energy. Từ hai bức ảnh này, các em hãy cho cô những thứ chúng ta có thể làm để tiết kiệm nguồn năng lượng. Nào, xin mời các em. And now, here is my possible answer. Và đây là gợi ý của cô. We can turn off the faucets when we don't use them. Chúng ta có thể tắt tất cả các vòi nước khi chúng ta không sử dụng. We can switch off the lights before going to bed or out. Các em có thể tắt tất cả các hệ thống đèn trước khi đi ngủ hoặc là đi ra ngoài nhé. Và cuối cùng, We can turn off the television or the radio when we don't watch or listen to it. Các em có thể tắt TV, radio khi mà các em không xem hoặc là các em lắng nghe. Và cô nghĩ rằng đây là những việc làm các em có thể làm tại nhà của mình để tiết kiệm nguồn năng lượng. Okay, as you know, our team today is about saving energy. And saving energy is very important. In this lesson, I will give you some vocabulary about saving energy. Như chúng ta thấy, tiết kiệm năng lượng là một cái chủ đề rất là quan trọng. Và trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ cung cấp cho các em một vài từ vựng liên quan đến chủ điểm tiết kiệm năng lượng, saving energy. Từ thứ nhất, energy là từ loại danh từ, có nghĩa là năng lượng. Nào các em hãy lặp lại theo cô. Energy. One more. Energy. Từ thứ hai, energy saving. Energy saving là một tính từ, có nghĩa là tiết kiệm năng lượng. Đây là một dạng compound adjective, tính từ kép. Các em hãy lặp lại theo cô nhé. Energy saving. Từ tiếp theo, plumber. Đây là danh từ, có nghĩa là thợ sửa ống nước. Các em chú ý ở phần phát âm này, nhiều em đọc sai là plumber. P là một silent sound, tức là âm câm, cho nên khi đọc lên, chúng ta không có phát âm ra cái âm này, thành ra chúng ta đọc là plumber. And here is a picture about a plumber. Now, this is a plumber. And he is doing his work. Đây là một người thợ sửa ống nước và anh ấy đang làm công việc của mình. So, a plumber is a person whose job is to fix or repair the water pipes, pipes or toilet. Như vậy, công việc của người thợ sửa ống nước chính là sửa những ống nước bị hư, bồn tắm, vân vân. Từ tiếp theo, crack. Crack. Từ loại là danh từ, có nghĩa là vết nứt. Đọc lại theo cô. Crack.
Từ tiếp theo, trip. Trip là động từ có nghĩa là nhỏ giọt, rỉ nước. Và chúng ta có tính từ là tripping. Tripping. Từ tiếp theo chúng ta có enormous. It means extremely large. Có nghĩa rất là to lớn, rất là khổng lồ, rất là đồ sộ. Đây là một từ loại tính từ. Nào các em hãy đọc theo cô. Enormous. Enormous. Và từ tiếp theo chúng ta có solar. Solar. Đây là từ loại tính từ, có nghĩa là thuộc về hệ mặt trời. Như các em biết, từ sun, từ loại là danh từ có nghĩa là mặt trời, thì chúng ta có solar, từ loại là tính từ có nghĩa là thuộc về hệ mặt trời. Now repeat after me, solar. Và bây giờ cô muốn các em cùng đọc lại bảng từ vựng đầu tiên gồm 7 từ với cô nhé. Energy, energy saving. Plumber. Crack. Trip. Tripping. Enormous. Solar. That's good. Và bây giờ chúng ta đi tiếp với những phần từ vựng tiếp theo. Nếu nói về solar, chúng ta sẽ có solar energy. Đó chính là năng lượng mặt trời. Các em hãy đọc theo cô, solar energy. Solar energy, chúng ta biết rằng nguồn năng lượng mặt trời được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống. Solar energy is clean, inexpensive and renewable, and for daily use is very convenient. Chúng ta thấy rằng là nguồn năng lượng mặt trời thứ nhất là rất là sạch, không phải tốn tiền mua và có thể phục hồi, có thể làm mới lại được. Như vậy rất là tiện lợi cho cuộc sống, phải không các em? Tiếp theo, chúng ta có solar panel. Solar panel có nghĩa là tấm pin năng lượng mặt trời. Nào, các em hãy nhìn đây là một ví dụ. Now look at the picture. This is a solar panel. So, can you tell me where is the solar panel? Where is the solar panel? Bức ảnh này cho các em biết rằng tấm năng lượng mặt trời này ở đâu vậy các em? It's on the roof of the house. Vâng, và nó nằm ở trên mái nhà, phải không các em? Như vậy, chúng ta thấy người ta đặt tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà để làm gì? Để thu cái nguồn năng lượng từ ánh mặt trời và phục vụ cái cuộc sống hàng ngày. Các em lặp lại theo cô. Solar energy. Solar panel. Từ tiếp theo, heat. Heat vừa là động từ có nghĩa là làm nóng, danh từ có nghĩa là sức nóng. Heat. Từ tiếp theo, install, installation. Install, động từ có nghĩa là lắp đặt, và danh từ là sự lắp đặt. Now repeat after me, install, installation. Nuclear power. Nuclear power có nghĩa là năng lượng hạt nhân. Từ tiếp theo, effective. Effectively. Effective, từ loại tính từ có nghĩa là có hiệu quả. Và effectively, từ loại là trạng từ, có nghĩa là một cách hiệu quả. Các em lặp lại theo cô nhé. Effective. Effectively. Và từ cuối cùng, advance. Advanced. Advanced, danh từ có nghĩa là sự tiến bộ, và tính từ có nghĩa là tiên tiến. Nào hãy lặp lại theo cô. Advance. Advanced. Nào bây giờ chúng ta sẽ đọc lại toàn bộ từ vựng từ số 8 đến từ số 13 cùng với cô nhé. Solar energy, solar panel, heat, install, installation, nuclear power,
Effective. Effectively. Advanced. Advanced. Thank you. Cảm ơn các em. Và các em thân mến, để kiểm tra lại những từ vựng từ nãy giờ chúng ta học, cô có một cái bài tập dành cho các em. Practice 1. Bài tập thứ nhất, match the word in column A to the explanation in column B. Chúc các em hãy kết nối từ ở cột A với những giải nghĩa ở bên cột B. Các em hãy nhìn vào cột A, chúng ta có 9 từ, nhưng ở cột B, phần giải nghĩa chúng ta chỉ có 8. Như vậy, các em sẽ có một extra word, tức là một từ bị dư ra. And now I want to see your answer. Và bây giờ cô muốn xem đáp án của các em. Cùng làm với cô nhé, xem là mình có làm đúng hay không nhé. Từ thứ nhất, enormous. Như vậy nó sẽ bằng nghĩa tương đương với very big. Very big or extremely large. Từ thứ hai, effective. Sẽ tương ứng với cái nào các em? D, having the result that one wants. Số 3, ultimately, sẽ bằng nghĩa với nó là finally. Thứ tư, install, sẽ tương ứng với cột B đó là F, put something into position and make it work. Từ thứ năm, heat, tương ứng với cột B là H, relate to the sun. Từ thứ sáu, energy, sẽ tương ứng với power. Từ thứ bảy, advance, sẽ là A, improvement. Từ thứ tám, innovation, E, a new idea or method. Như vậy, chúng ta vừa kết nối xong những từ ở cột A tương ứng với những giải thích ở cột B. Vậy là từ số 9 là từ bị dư ra, crack. Các em có làm đúng đáp án của mình không? Cô hy vọng là các em sẽ tìm ra đáp án đúng nhất nhé. Và nếu như các em làm chưa đúng không sao, chúng ta còn rất nhiều bài tập trong chương trình hôm nay để giúp các em củng cố kiến thức. Now, let's move to another exercise. Và bây giờ đây chúng ta sẽ đi tiếp với phần thực tập tiếp theo các em nhé. Practice 2, multiple choice. Các em thân mến, trong cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 thì phần lựa chọn của multiple choice là phần đầu tiên, rất là quan trọng. Và các em nên nhớ rằng trong format của đề thi thì từ vựng đóng một vai trò rất là quan trọng. Ở đó các em phải nắm kỹ từ vựng, hiểu để vận dụng phân tích ngữ nghĩa vào tình huống, vào những cái hoàn cảnh để mà chọn cho mình một đáp án tốt nhất. Do đó, việc học từ vựng đóng một vai trò rất là quan trọng. Cô tin rằng là các em sẽ luôn chăm chỉ học tốt phần từ vựng ở nhà các em nhé. Và bài tập của chúng ta, cô có 5 câu và bây giờ cô cũng cho các em 15 giây để hoàn thành bài tập này của cô nhé. Nào, xin mời các em. And now let's check the answer together. Và chúng ta hãy kiểm tra bài cùng nhau nhé. Để xem mình có làm đúng không nha. Câu số 1. We prefer energy-saving household to nice model ones. Chúng tôi thích những cái đồ dùng tiết kiệm gì đó hơn là những thứ hiện đại và đẹp. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu A, appliances. Bởi vì cụm từ household appliances thường đi chung với nhau để nói về những cái đồ dùng trong gia đình. Như vậy, trong khi đáp án B, labels là nhãn hiệu thì không phù hợp. C là machine, lại cái ý nó cũng không có đúng lắm. Và D, device thì chúng ta thấy là không phù hợp. Như vậy, trong 4 đáp án chúng ta lựa chọn và phân tích thì các em phải chọn thật nhanh cái ngữ nghĩa nào phù hợp nhất. Như vậy, đối với câu đầu tiên, chúng ta chọn đáp án A, appliances, bởi vì nó đi kèm với household appliances. Tức có nghĩa rằng chúng tôi thích những cái đồ dùng gia đình tiết kiệm năng lượng hơn là những cái đồ có mẫu mã đẹp. Câu thứ hai. My neighbor asked me to come over and replace their faucet in the kitchen.
Người hàng xóm của tôi đã nhờ tôi ghé qua và thay cái vòi ở trong nhà bếp. Như vậy, chúng ta thấy 4 đáp án A, B, C và D. A, chúng ta thấy là sai rõ ràng bởi vì nếu như tripping thì phải là double P. Và ở đây chúng ta không có dùng dạng past simple hay là past participle ở đây. Và đi nếu mà trip không thì cũng không có nghĩa nó không phải dùng động từ ở chỗ này. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là C, tripping. Như vậy, hàng xóm của tôi đã nhờ tôi ghé qua và thay dùm cho cái vòi nước bị rỉ ở trong nhà bếp. Như vậy chúng ta thấy đáp án tripping faucet là một đáp án đúng nhất. Câu số 3. You must make sure there are no in the pipes. Bạn phải chắc ăn rằng không có cái gì đó ở trong ống. Như vậy chúng ta phải xem là không có một cái gì. Sao no là một danh từ? Vậy thì 4 đáp án của chúng ta đều là danh từ cả. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào đây? Trong cái ống thì chắc chắn chúng ta tìm xem đáp án nào phù hợp nha. A. Horns, cái lỗ. B. Sức nóng. C. Water. Và D. Cracks. Như vậy bây giờ chúng ta thấy đáp án phù hợp nhất là câu D, cracks, vết nứt trong ống. Câu này có nghĩa rằng bạn phải chắc ăn đảm bảo rằng không có cái vết nứt nào ở trong ống cả nhé. Câu thứ tư, energy from the sun, the wind and the water are năng lượng từ mặt trời, từ gió, từ nước là gì? 4 đáp án của chúng ta. A. Planet energy, năng lượng hành tinh. Năng lượng này lạ quá, chắc là không phải rồi. The world power, cũng không phải luôn. Như vậy bây giờ còn C hay là D? À, C. Natural resources, nguồn tài nguyên thiên nhiên. D. Natural sources là chưa đúng rồi. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu C. Natural resources. Như vậy, năng lượng từ mặt trời, từ gió, từ nước là những nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá trong cuộc sống, phải không các em? Chúng ta đến với câu thứ 5. The heat recycling system provides a or an solution. Và 4 đáp án của chúng ta. Ở câu đề người ta nói rằng hệ thống tái chế lại sức nóng cung cấp một cái giải pháp như thế nào? A. Money save. Không đúng rồi. À, B. Energy saving. Dạ, có lý đấy. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn xem hai đáp án còn lại. C. Saving energy. Sai rồi. Và D. Money saving. Là không đúng. Như vậy, đáp án chính xác là câu B. Energy saving. Như vậy, cái hệ thống tái chế lại cái sức nóng cung cấp một giải pháp tiết kiệm. Now, let's move to the other sentences. Đến phần này chúng ta cũng có 5 câu tiếp theo. Nào, bây giờ chúng ta cùng sửa nhé. Câu số 6. When is the coming to repair the burst pipe storm? Today, mom. Khi nào thì sẽ đến sửa cái ống nước bị bể vậy tôm? Như vậy chúng ta học rồi, ống nước bị bể thì chỉ có một đáp án chính xác, đó là câu C, plumber. Trong khi A, B và D là không phù hợp, phải không các em? Tiếp theo câu số 7. How do you manage to work in this without air conditioning? Làm sao bạn có thể xoay sở làm việc trong một cái gì đó mà không có máy lạnh? Như vậy sao this là một danh từ? Như vậy chúng ta nhìn A, B, C và D. Chúng ta thấy chỉ có đáp án C là phù hợp nhất. Danh từ. Như vậy làm sao bạn có thể xoay sở để làm việc trong một cái sức nóng như thế này, trong một cái điều kiện nóng như thế này mà không có máy lạnh? Câu số 8. They panels on the roof of the houses to catch the energy from the sun last week. Họ đã làm gì tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà để lấy được cái nguồn năng lượng từ mặt trời tuần rồi. Như vậy chúng ta nhìn đây là một cái cấu trúc câu cần một động từ, và các em nhìn cuối câu có cái từ là last week. Last week. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là installed. Chúng ta thêm ed vào. Trong khi đáp án A, B và C không phù hợp. Câu số 9. I think we
Should turn off the faucet. Đây là một dạng câu giống như là một short conversation, một dạng nói chuyện ngắn giữa hai người, một đoạn hội thoại ngắn. Tôi nghĩ là chúng ta nên tắt cả cái vòi nước. Thì bây giờ một lời đề nghị đưa ra, chúng ta sẽ chọn đáp án là D. That's a good idea. Ồ, ý kiến hay quá. Như vậy các em cũng chú ý những cái dạng short conversation trong bài thi tuyển sinh lớp 10 nhé. Và câu cuối cùng, the water bill is 3 million Vietnamese đồng. It's very. Như vậy hóa đơn tiền nước mà 3 triệu đồng. Như vậy thì các em thấy là như thế nào? Đáp án A, enormous. Rất là lớn, số tiền quá nhiều đi. That's why we have to save the water and the electricity at home. Đó là lý do mà chúng ta phải tiết kiệm nước và điện ở nhà các em nhé. Các em có làm đúng hết 10 câu bài tập về multiple choice không? Cô hy vọng rằng là các em sẽ nắm rõ ngữ nghĩa của từng từ để chúng ta có thể vận dụng trong bài tập của mình. Now, let's continue. Và bài tập tiếp theo của cô, practice 3. Using the correct words in the box to fill in the passage. Trong cái box này chúng ta sẽ có bao nhiêu từ các em? 10 từ. Looking, cloudy, gritches, pollutants, heat, advanced, panels, nuclear power, solar energy, enormous. Và các em biết rằng mình phải làm gì rồi nhé. Chúng ta sẽ sử dụng những từ trong cái box này để điền vào đoạn văn. Và đoạn văn của chúng ta là đoạn văn có 8 từ. Như vậy, we have 2 extra words. Chúng ta sẽ có 2 từ bị loại ra. Okay, now I want to hear the answer from you. Và bây giờ cô muốn lắng nghe đáp án từ các em nha. Đây là một đoạn văn điền từ. Và đây cũng là một đoạn văn trong sách giáo khoa ở bài Listen của các em. Từ thứ nhất, are you for a cheap, clean, effective source of power that doesn't cause pollution or waste natural resources? Như vậy chúng ta thấy cần tìm một loại động từ. Và sao cái động từ đó đi kèm với giới từ for? Như vậy chúng ta nhìn lên cái box, chúng ta thấy rằng là có 3 động từ, có thể là looking, riches hoặc là heat. Như vậy, are you thì nó sẽ đi với looking là phù hợp nhất. Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn't cause pollution or waste natural resources? Có phải bạn đang tìm kiếm một cái nguồn năng lượng rẻ, sạch, hiệu quả mà không gây ô nhiễm hoặc là lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên không? Câu thứ hai, look no further than from our sun. Như vậy cái gì sẽ từ mặt trời các em? Chúng ta tìm không đâu khác, đó chính là nguồn năng lượng từ mặt trời, solar energy. At present, most of our electricity come from the use of coal and gas, oil, or đáp án nào đây? Nuclear power. Và ngay lúc này đây, rất là nhiều điện trong nhà của chúng ta xuất phát đến từ việc sử dụng than, khí, dầu hoặc là nguồn năng lượng hạt nhân. This power could be provided by the sun. Và nguồn năng lượng này có thể được cung cấp bởi mặt trời. 1% of the solar energy that cái gì đó, the earth is enough to provide power for the total population. Chúng ta thấy sao that ở đây, chúng ta cần một verb. Như vậy, động từ còn lại của chúng ta là riches hoặc là heat. Và chúng ta thấy rằng ở mệnh đề phía trước, 1% of the solar energy, đó là số ít, cho nên đáp án chính xác của chúng ta sẽ là riches. Như vậy, chỉ cần 1% cái nguồn năng lượng mặt trời khi đến với trái đất cũng đủ để cung cấp cái nguồn năng lượng cho toàn thể dân số. Thật tuyệt vời, phải không các em? Many countries are already using solar energy. Và rất nhiều các quốc gia đã sử dụng nguồn năng lượng mặt trời. Thứ năm, solar are placed on the roof of the house. À, hồi nãy trong phần từ vựng cô cũng đã có giới thiệu rồi. Như vậy, đáp án ở đây sẽ là solar panels. Những tấm pin năng lượng mặt trời sẽ được đặt trên mái nhà. And the sun energy is used to
Chứ gì các em, chúng ta cần một động từ, đó là động từ còn lại, heat. Và khi mà người ta đặt những cái tấm pin năng lượng mặt trời này trên mái nhà, thì cái nguồn năng lượng của mặt trời sẽ được sử dụng để sưởi làm nóng nước và chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. The energy can be stored for a number of days. Và cái nguồn năng lượng này có thể được lưu trữ trong một vài ngày. So, on days, chúng ta cần một tính từ. Thì ở đây chúng ta thấy nói về vào những cái ngày như thế nào thì chúng ta thấy từ cloudy là phù hợp nhất. Vì thế vào những ngày mà âm u, tức là những ngày mà có thể mưa, you can use solar energy too. Bạn có thể sử dụng nguồn năng lượng mặt trời. Sweden has an. Như vậy, phía sau của chúng ta là solar energy program như một cụm danh từ thì chắc chắn các em phải cần một tính từ. Vậy là tính từ của chúng ta sẽ là advanced. Thụy Điển đã có một cái chương trình năng lượng mặt trời rất là tiên tiến. Their own buildings will be heated by solar energy and cars will use solar power instead of gas. Ở đó, tất cả các tòa nhà đều được sưởi ấm bằng cái nguồn năng lượng mặt trời và xe hơi, người ta sẽ dùng cái nguồn năng lượng mặt trời này thay thế cho khí ga. Và các em có làm đúng cái đáp án của mình trong cái bài lựa chọn những cái từ trong box để điền vào đoạn văn không? Như vậy các em thấy rằng là từ vựng đóng một vai trò rất là quan trọng để mình đọc hiểu ngữ nghĩa của đoạn văn cũng như giải quyết các cái đề thi tuyển sinh lớp 10. Now, continue. The next practice. Rearrange the words to make complete sentences. Và bây giờ đây, đây là một dạng bài tập sắp xếp các cái từ cho sẵn để tạo ra một câu hoàn chỉnh. Các em ơi, đây là một phần nằm trong đề thi của tuyển sinh lớp 10, nửa điểm. Cho nên là cô mong rằng đối với phần nửa điểm này rất là quý báu, các em hy vọng là các em sẽ làm đúng hết. Như vậy, khi chúng ta làm dạng đề thi này hoặc là dạng bài tập này, chúng ta cần phải đếm kỹ số từ cũng như phân tích xem cụm từ nào sẽ đứng trước cụm từ nào để tạo ra một câu trọn nghĩa và logic nhất. Nào, hãy nhìn bài tập của cô nhé. Câu đầu tiên. Và bây giờ cô muốn nghe đáp án nào? Let's check. Người ta cho mình có tất cả những cụm từ như sau. To save money, the amount of water, để tiết kiệm tiền, lượng nước, if you want, nếu bạn muốn, you should, bạn nên, your family uses, gia đình bạn sử dụng, reduce, làm giảm. Và đáp án của chúng ta, if you want to save money, you should reduce the amount of water your family uses. Nếu như bạn muốn tiết kiệm tiền thì bạn nên làm giảm cái lượng nước mà gia đình mình sử dụng. Vâng, đó là một trong những yếu tố rất là kinh tế, phải không các em? Và các em thấy đây là một dạng câu điều kiện loại 1. Cho nên là chúng ta thấy trong phần này vừa ngữ nghĩa vừa cấu trúc ngữ pháp kết nối với nhau. Cho nên mong rằng là các em sẽ lựa chọn đúng trật tự cũng như vị trí của từng cụm từ để mà mình có một cái câu hoàn chỉnh nhất. Nào, câu thứ hai. The earth resources, solar energy, people conserve, can help. Let's check the answer. Solar energy can help people conserve the earth resources. Năng lượng mặt trời có thể giúp người ta bảo tồn được cái nguồn tài nguyên của trái đất. Chắc chắn rồi. Như cô nói, nguồn năng lượng mặt trời là một nguồn năng lượng có thể làm mới lại, phục hồi lại. Cho nên vừa sạch, vừa không gây ô nhiễm, nhưng vô cùng tiện lợi cho cuộc sống của chúng ta. Và quan trọng hơn là sẽ giúp bảo tồn được cái nguồn tài nguyên của trái đất. Tiếp theo, câu thứ ba. To fix her pipes, many cracks in them, Emily got, because there were a plumber. Okay. The answer is, và đây là đáp án của cô. Emily got a plumber to fix her pipes because there were too many cracks in them. Emily đã nhờ thợ sửa ống nước
để sửa cái ống nước ở nhà của cô ấy bởi vì có quá nhiều vết nước ở đó. Chúng ta thấy got a plumber, nhờ thợ sửa ống nước. Got somebody to do something, đây là điểm ngữ pháp causative form rất là quan trọng. Các em có làm đúng không? Và giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục với câu thứ tư. Chúng ta gồm có những cụm từ như sau: instead of, we can save, gas and oil, natural resources, by using solar energy. Okay, are you ready? Now let's check. Đáp án của chúng ta: we can save natural resources by using solar energy instead of gas and oil. Chúng ta có thể tiết kiệm được cái nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách sử dụng nguồn năng lượng mặt trời thay vì chúng ta dùng khí hoặc là dầu. Rất là tiện lợi đúng không các em? Now, let's come to the last sentence. Wind energy from nature is energy that comes another kind of. Okay, chúng ta cùng check đáp án nha. Another kind of energy that comes from nature is wind energy. Một cái loại năng lượng khác mà xuất phát từ thiên nhiên đó chính là nguồn năng lượng gió. Như vậy các em ơi, trong bài học của chúng ta nhắc đến nguồn năng lượng mặt trời. Như vậy ngoài nguồn năng lượng mặt trời, chúng ta còn có một nguồn năng lượng khác cũng vô cùng quý báu, đó là wind energy, nguồn năng lượng từ gió, từ thiên nhiên. Với 5 câu sắp xếp lại từ như thế này, cô tin chắc rằng các em sẽ nắm vững hơn để cách để mà mình làm sao để có một đáp án đúng nhất bằng cách là phân tích ngữ nghĩa cũng như cấu trúc ngữ pháp để mà mình có thể đạt được nửa điểm một cách trọn vẹn nhất các em nhé. Và bây giờ đây, cô có một bài tập vô cùng quan trọng. Đây là dạng bài tập Reading Comprehension, dạng bài tập đọc hiểu trong đề thi tuyển sinh lớp 10, mà chúng ta thấy rằng bài tập này cũng không phải là dễ. Do đó, cô muốn các em hãy nhìn vào đoạn văn của cô có 6 chỗ điền cũng giống y như trong đề thi tuyển sinh. Và chủ điểm của bài học của chúng ta là về saving energy, thì bài tập này cũng về chủ điểm. Các em hãy đọc và khám phá những điều hay nhé. Và bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết bài tập này các em nhé. Chúng ta sẽ có 6 chỗ và lựa chọn cho mỗi chỗ là A, B, C và D. Nếu như đoạn văn lúc nãy, cô cho các em một cái box với từ điền. Và ở đây thì các em, đoạn văn này, các em lại lựa chọn đáp án phù hợp nhất. Solar energy has been used for generating electricity since 1954. Nguồn năng lượng mặt trời đã được sử dụng để phát điện kể từ năm 1954. Solar panel are... Tấm năng lượng mặt trời này được như thế nào các em? Đáp án rất dễ, đó là D, installed, được đặt ở đâu? On the roof of houses to turn the energy of the sun into the. Như vậy tấm năng lượng mặt trời này được đặt ở trên mái nhà để chuyển hóa cái nguồn năng lượng từ mặt trời trở thành cái gì em? Chúng ta có 4 đáp án: A là electricity, P là power, C là faucet và D là energy. Chắc chắn đáp án A là phù hợp nhất bởi vì sẽ chuyển hóa cái nguồn năng lượng từ mặt trời trở thành điện. Như vậy khi người ta chuyển hóa cái nguồn năng lượng của mặt trời thành điện that people can use for heating, cooking, lighting and many other purposes. Để làm gì? Để người ta có thể sử dụng trong việc đốt nóng nè, sưởi ấm nè, nấu ăn nè, dùng đèn điện và nhiều cái mục đích khác. Như vậy rất là nhiều những mục đích khác nhau, phải không các em? Rất là tiện ích cho cuộc sống. In order to get solar energy, what we need are solar panels and the sun. Và để có được nguồn năng lượng mặt trời, những gì chúng ta cần đó là tấm pin năng lượng mặt trời và chắc chắn là phải có the sun, mặt trời. One of the advantages of solar energy is that solar panels are totally silent and non-polluting. Một trong những cái tiện lợi của cái nguồn năng lượng mặt trời đó chính là cái tấm pin năng lượng này nó hoàn toàn rất là im lặng, tức là không gây tiếng ồn và không ô nhiễm môi trường các em nhé. Đáp án thứ 3 của chúng ta
Chúng ta thấy đây là một từ đứng đầu câu và có một dấu phẩy. Như vậy, chúng ta nhìn đáp án, bốn cái đáp án ở phía dưới. A, because. Chắc chắn không được rồi, because không thể nào phẩy một mình như thế. But thì cũng không có khả năng. However, có lý đấy. Although cũng không thể đứng một mình mà sao có dấu phẩy. Như vậy, đáp án của chúng ta sẽ là however. However là một contrasting conjunction, là một liên từ dùng để chỉ nghĩa tương phản. Như vậy, nghĩa tương phản trong đoạn văn này là gì? Câu số 3. However, solar energy also has some disadvantages. Tuy nhiên, năng lượng mặt trời cũng có những bất lợi nhé. Bên cạnh những tiện ích tiện lợi thì cũng có những bất lợi. We can only generate solar energy during daytime. Chúng ta chỉ có thể phát cái nguồn năng lượng mặt trời này hoặc suốt những cái thông qua ban ngày. Because the system depends sunlight. Như vậy depend sao? Depend chúng ta đã học ở học kỳ 1 rồi. Depend sẽ đi với giới từ là on. Bởi vì sao? Hệ thống này phụ thuộc vào tia nắng mặt trời. Ánh sáng mặt trời, sunlight, ánh sáng mặt trời. Như vậy, đó là một trong những cái disadvantages of solar energy. The main disadvantage of solar energy is that solar panels are... Và một cái bất lợi chính của năng lượng mặt trời đó chính là gì? Những cái tấm pin năng lượng mặt trời như thế nào? Chúng ta nhìn xem. A. Reduced. B. Cheap. Cheap thì chắc chắn không thể nào là bất lợi, phải không các em? Recycle ở đây không phù hợp. Như vậy đáp án đó là câu D, rất là đắt tiền. Scientists are doing their best to reduce the cost of solar panels. Các nhà khoa học đang nỗ lực hết mình để làm giảm giá thành của các tấm pin năng lượng mặt trời. So that more and more people can use this friendly source of energy. Để làm gì? Để ngày càng nhiều người có thể sử dụng cái nguồn năng lượng như thế nào đây? Một cụm từ đi chung để nói về thân thiện với môi trường, đó chính là đáp án C, environmentally friendly. Dạ, và chúng ta hy vọng rằng trong tương lai, các nhà khoa học sẽ cố gắng làm giảm những giá thành này để tất cả mọi người đều có thể sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời này các em nhé. Các em có làm đúng hết 6 đáp án của cô không? Nếu như các em chưa đúng thì các em cũng đừng có lo lắng. Chúng ta sẽ từ từ luyện tập. Bởi vì sao? Practice makes perfect. Càng luyện tập chúng ta sẽ càng tốt lên. Các em thân mến, chủ điểm của bài học ngày hôm nay là saving energy. So, saving energy, it means that saving our planet. And when you save our planet, it means you save your life. Như vậy, chủ điểm của chúng ta là tiết kiệm nguồn năng lượng. Tiết kiệm nguồn năng lượng cũng chính là bảo tồn. Chúng ta sẽ bảo vệ hành tinh này, và bảo vệ hành tinh này cũng chính là chúng ta bảo vệ cuộc sống của chính mình. And now, my student, và các em ơi, our lesson has come to an end. Và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. I hope that we had a great time learning and working with each other. Cô hy vọng rằng chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời để học tập và luyện tập cùng với nhau. Xin hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau. Goodbye and see you again.